Đại bàn 20, mọi hành viên Nguyễn Thanh, cầu lộ TK và Bách Dũng, cầu lộ Viên Viên. Thank you.
chú Nguyễn, người vợ. Vâng.
Công. Hải. Còn 5-1. Thiếu Nguyễn 16.
Châu. Một, bảy, tám, chín,
Đại bàn số 1 là hiệp viên Ken Nguyễn Hoàng Gia và Thanh Hải Tự Do. Thank you.
Vâng. Tiếp tục ở bài số 18, mời hai vị Hồng Thanh, Long Xuyên và Dũng Nhất. Câu lộ MCK. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đội bàn thi đấu số 22 và hai đội viên Tí Gia Ẩn Chi và Tiếng Nhỏ, cầu thủ Tiếng Nhỏ được điều động. Tiếp tục lượt trận thứ 32,
Mời hai viên Bảo Phúc, Hoàng Gia và Nguyễn Thuận An Hoàng để bàn số 21. Vào.
được không? Thank you.
công. Oh.
vậy. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp tục trận thứ 33, mời hai vị Thanh Tùng, Gia Tùng Nguyễn và Nguyễn Định của Hoàng Gia, địa bàn số 20. Thank you.
Thank you.
Thank you.
3.